một số anh chị em cứ bảo xin cái mẫu nhà vệ sinh cho homestay tiêu chuẩn. Đây là một cái coi như là đã được xây và vẫn định hướng ở trên du lịch cộng đồng Ano. Thì nếu làm bằng khung tre hết thì nó sẽ nhanh coi như mối mọt, bằng cách chúng ta là vẫn là xây bê tông, thì ta sẽ ốp tre qua ngâm hoặc qua coi như là xử lý để thành một cái nhà này, nó học cái hình tròn vuông. Hai khoang, hai đường này, bên đây một đường này, bên đây một đường. Thì như là nhà này coi như là làm chưa đúng ý, em làm mái tôn mà, nó là một mái lá, một số mái xuống rồi. Thì vào trong đây nó là một cái, lại hai cái hình tròn, hai người tròn vào nhau như này. Bên ở giữa thì ở giữa chỗ đấy là một cái chậu, và bên đây là một cái cửa, đây, cửa này. Tre bên trên là tre băm ấy, tre băm thành liếp ấy. Đấy. Đây là chân trên tường này, nó không có tre, mà tre xử lý rồi, hôm qua như này sẽ cực kỳ đây, thì không có khu nhà tắm này, nhà tắm này, tre mà đấy, bạn ngâm với một cái thành cái màu, thế nhưng mà có thể không nhiều người có thể đốt thành màu đen, không ngâm nó thành màu đen mà không thì cũng như là sẽ đánh bóng, cũng như là phơi khô và đánh vật ly. Hai ông bên kia vẫn vệ sinh được, vẫn tắm được. Chậu này thì ở bên ngoài thì không liên quan gì cả. Bên đây cũng vậy. Em ông giữa này có thể đánh răng rửa mặt, thì một ông bên đây là vệ sinh, một ông là tắm ở bên đây để đáp ứng hết. Em nghĩ có thể nó là một cái mô hình là nhà này là có thể áp dụng cho cái tiêu chuẩn của du lịch cộng đồng, homestay. Thì ta cũng có thể có nhận được cái mô